Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, qua việc giải trình tự gen virus bệnh nhân COVID-19 trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố, đã phát hiện biến chủng XBB.1.5 của Omicron. Cụ thể, đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã giải trình tự gen virus các mẫu bệnh phẩm từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3 kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó 2 mẫu nhiễm biến chủng BA.5, 1 mẫu BA.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu, chiếm 47,1% số trường hợp trong tháng 3 năm nay so với 39,8% trong tháng 2 năm nay. Biến chủng này đã được phát hiện ở 94 quốc gia. Các dữ liệu phân tích cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng nhập viện tử vong do chủng này cao hơn so với các chủng đang lưu hành. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp biến chủng XBB.1.5 cùng hai dòng con khác của biến chủng phụ tái tổ hợp XBB là XBB.1.16 và XBB.1.9.1 vào danh sách biến chủng cần giám sát. Trong đó XBB.1.5 đang là biến chủng thống trị tại các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Singapore. Dòng con của XBB này đã càn quét châu Mỹ, châu Âu trước đó và cũng từng gây ra làn sóng mới. Đánh giá chính thức từ nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2 của WHO trước đó phân loại, mức độ tăng trưởng của XBB.1.5 là trung bình, khả năng thoát miễn dịch trung bình, mức độ nghiêm trọng và cân nhắc lâm sàng là thấp. Dòng con này thể hiện khả năng lây nhanh, có thể gây tái nhiễm và nhiễm đột phá cao, nên có thể thúc đẩy các làn sóng mới nhưng không tăng độc lực so với các Omicron tiền nhiệm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, thành phố ghi nhận trung bình mỗi ngày một ca mắc Covid. Trong tuần qua, số ca nhiễm tăng nhẹ. Riêng ngày 12 tháng 4 có thêm 3 ca, ngày 13 tháng 4 có 7 ca. Hiện có 12 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, không có ca nặng phải thở máy. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách tiêm vaccine đủ liều, nhất là với trẻ em từ 5 tuổi trở lên và nhóm có yếu tố nguy cơ cao.